ngày 26 tháng 11, tại hội trường Trần Chí Đáo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết và trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 25. Theo đó, 178 đề tài xuất sắc nhất đã được ban tổ chức trao giải. Trong đó có 14 giải nhất, 14 giải nhì, 19 giải ba và 131 giải khuyến khích. Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka là giải thưởng dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên. Thông qua giải thưởng tạo môi trường động viên, khuyến khích sinh viên tích cực trong học tập, nghiên cứu khoa học, từ đó đề ra những ý tưởng, giải pháp hiệu quả, những phát minh mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và xây dựng phát triển đất nước. Hơn 500 nhà khoa học là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, sở ban ngành và các doanh nghiệp đã đồng hành, tham gia hội đồng khoa học. Hội đồng đã làm việc công tâm, khách quan, thẩm định chuyên môn để chọn ra các đề tài nghiên cứu xuất sắc của giải thưởng. Theo đánh giá, một số đề tài có tính ứng dụng sẽ được hỗ trợ kinh phí để tiếp tục nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa và chuyển giao ứng dụng.